Chào các bạn quay lại đến với WeWin. Thế này thì chúng ta sẽ sử dụng một loài phi công. Những loài nhân vật đầu tiên mình sẽ sử dụng nhân vật đầu tiên đó chính là Lachi. Máy bay của chúng ta sử dụng đó chính là loài rồng đỏ kiến thức. Cái phi công Lachi này có khả năng là bom nguyên tử thôi. Vũ khí của chúng ta sử dụng đó chính là Stendi Vauzer. Let's go. Tăng cường sức mạnh hỏa lực. Anger. Đạn thời gian. Electric missile. Nâng cao máu tới ta. Tăng cường tốc độ tấn công. It's a lost giant. Warning. Bom nguyên tử kích hoạt. Nature thuyền Ballistic Missile. Tăng cường tốc độ tấn công. Hộ thuật. Tăng cường sức mạnh tấn công. Tăng cường sức mạnh tấn công. Warning. Sóng sinh kích băng giá. Nâng cao bảo kích. Reggie Range. Nâng cao máu tối đa.
nâng cao hiệu quả phục hồi. Electricity, warning, bóc cuối cùng. Bóc nguyên tử kích hoạt. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tạm dừng tới đây. Nếu nào thích video này, hãy đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trên những video tiếp theo. Tạm biệt. Just as planned, everything went smoothly with the operation.